Xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đã quay trở lại với chương trình cassette văn học. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một tác phẩm mang tên là Chiếc Lược Ngà của tác giả Nguyễn Quang Sáng các em nhé. Các bạn, mỗi lần nhìn thấy cái lược ngà nhỏ ấy là mỗi lần tôi băn khoăn và ngậm ngùi. Trong cuộc đời kháng chiến của tôi chứng kiến không biết bao nhiêu cuộc chia tay, nhưng chưa bao giờ tôi bị xúc động như lần ấy. Trong những ngày hòa bình vừa lập lại, tôi cùng về thăm quê với một người bạn. Nhà chúng tôi ở cạnh nhau, gần vàm kinh nhỏ đổ ra sông Cửu Long. Chúng tôi cùng thoát ly, đi kháng chiến đầu năm 1946, sau khi Tịnh Nhà bị chiếm. Lúc đi, đứa con gái đầu lòng của anh và cũng là đứa con duy nhất của anh chưa đầy một tuổi. Anh thứ sáu và cũng tên Sáu. Suốt mấy năm kháng chiến, chị Sáu có đến thăm anh mấy lần. Lần nào anh cũng bảo chị đưa con đến. Nhưng cái cạnh đi thăm chồng ở chiến trường miền Đông không đơn giản. Chị không dám đưa con qua rừng. Nghe nói chị có lý, anh không trách được. Anh chỉ thấy con qua tấm ảnh nhỏ thôi. Đến lúc được về, cái tình người cha cứ nôn nao trong người anh. Xuồng vào bến, thấy một đứa bé độ 8 tuổi, tóc cắt ngang vai, mặc quần đen, áo bông đỏ, đang chơi nhạt chòi dưới bóng cây xoài trước sân nhà. Đoán biết là con, không thể chờ xuồng cập lại bến, anh nhún chân nhảy thót lên, xô chiếc xuồng tạt ra, khiến tôi cứ bị chơi với. Anh bước vội vàng với những bước dài rồi dừng lại kêu to: "Thu, con!" Vừa lúc ấy tôi đã đến gần anh. Với lòng mong nhớ của anh, chắc anh nghĩ rằng con anh sẽ chạy xô vào lòng anh, sẽ ôm chặt lấy cổ anh. Anh vừa bước vừa khom người đưa tay đón chờ con. Nghe gọi, con bé giật mình tròn mắt nhìn. Nó ngơ ngác lạ lùng. Còn anh không ghìm nổi xúc động. Mỗi lần bị xúc động, vết thẹo dài bên má phải đỏ ửng lên, dần dật, trông rất dễ sợ. Với vẻ mặt xúc động ấy và hai tay vẫn đưa về phía trước, anh chậm chậm bước tới, giọng lọc bọc run run: "Ba đây con, ba đây con." Con bé thấy lạ quá, nó chớp mắt nhìn tôi như muốn hỏi đó là ai. Mặt nó bỗng tái đi, rồi vụt chạy và kêu thét lên: "Má, má!" Còn anh đứng sững lại đó, nhìn theo con. Nỗi đau đớn khiến mặt anh sầm lại trông thật đáng thương và hai tay buông xuống như bị gãy. Vì đường xa, chúng tôi chỉ có thể ở nhà 3 ngày. Trong 3 ngày ngắn ngủi đó, con bé không kịp nhận ra anh là cha. Suốt ngày anh chẳng đi đâu, lúc nào cũng vỗ về con. Nhưng càng vỗ về, con bé càng đậy ra. Anh mong được nghe một tiếng ba của con bé, nhưng con bé chẳng bao giờ chịu gọi. Nghe mẹ nó bảo gọi ba vào ăn cơm thì nó bảo lại: "Thì má cứ kêu đi." Mẹ nó đâm nổi giận, cua đũa bếp dọa đánh. Nó phải gọi nhưng lại nói trọng: "Vô ăn cơm." Anh Sáu vẫn ngồi im, dạ vờ không nghe, chờ nó gọi ba vô ăn cơm. Con bé cứ đứng trong bếp nói vọng ra: "Cơm chín rồi." Anh cũng không quay lại. Con bé bực quá, quay lại mẹ và bảo: "Con kêu rồi mà người ta không nghe." Anh quay lại nhìn con bé, vừa khe khẽ lắc đầu vừa cười. Có lẽ vì khổ tâm đến nỗi không khóc được nên anh phải cười vậy thôi. Bữa sau, đang nấu cơm thì mẹ nó chạy đi mua thức ăn. Mẹ nó dặn: "Ở nhà có gì cần thì gọi ba giúp cho." Nó không nói không rằng, cứ lui cui dưới bếp. Nghe nồi cơm sôi, nó dỡ nắp, lấy đũa bếp sơ qua. Nồi cơm hơi to, nhắm không thể nhắc xuống để chắt nước được. Đến lúc đó nó mới nhìn lên anh Sáu. Tôi nghĩ thầm, con bé đang bị dồn vào thế bí, chắc nó phải gọi ba thôi. Nó nhìn ráo rác một lúc rồi kêu lên: "Cơm sôi rồi, chắt nước dùng cái." Nó cũng lại nói trọng. Tôi lên tiếng mở đường cho nó: "Cháu phải gọi ba chắt nước dùm con, phải nói như vậy." Nó như không để ý đến câu nói của tôi, nó lại kêu lên: "Cơm sôi rồi, nhão bây giờ."
anh Sáu vẫn cứ ngồi im. Tôi dọa nó: cơ mà nhão, má cháu về thế nào cũng bị đòn, sao cháu không gọi ba cháu, cháu nói một tiếng ba không được sao? Lúc đó nồi cơm sôi lên sục sục. Nó hơi sợ, nó nhìn xuống, vẻ nghĩ ngợi, nhắc không nổi, nó lại nhìn lên. Tiếng cơm sôi như thúc giục nó. Nó nhăn nhó muốn khóc, nó nhìn nồi cơm rồi nhìn lên chúng tôi. Thấy nó lúng quính, tôi vừa tội nghiệp lại vừa buồn cười. Nghĩ chắc thế nào nó cũng chịu thua. Nó loay hoay rồi nhón gót lấy cái vá, múc ra từng vá nước, miệng lẩm bẩm điều gì không rõ. Con bé đáo đệ thật. Trong bữa cơm đó, anh Sáu gắp một cái trứng cá to vàng để vào chén nó. Nó liền lấy cái đũa soi vào chén để đó, rồi bất thần hất cái trứng ra, cơm văng tung tóe cả mâm. Giận quá và không kịp suy nghĩ, anh vung tay đánh vào mông nó và hét lên: sao mày cứng đầu quá vậy hả? Tôi tưởng con bé sẽ lăn ra khóc, sẽ giãy, sẽ đạp đổ cả mâm cơm, hoặc sẽ chạy vụt đi. Nhưng không, nó ngồi im, đầu cúi gằm xuống. Nghĩ thế nào nó cầm đũa, gắp lại cái trứng cá để vào chén, rồi lặng lẽ đứng dậy, bước ra khỏi mâm. Xuống bến, nó nhảy xuống xuồng, mợ lòi tói, cố làm cho dây lòi tói khua rộn rạng, khua thật to, rồi lấy dầm bơi qua sông. Nó sang qua nhà ngoại, mét với bà ngoại và khắp ở bên ấy. Chiều đó, mẹ nó sang dỗ dành mấy nó cũng không về. Ngày mai anh Sáu phải đi, đó là đêm cuối cùng của hai anh chị. Chị cũng không muốn bắt nó về. Sáng hôm sau, bà con bên nội, bên ngoại đến rất đông. Cả con bé cũng theo ngoại nó về. Anh Sáu phải lo tiếp khách, anh như không chú ý đến con nữa. Còn chị Sáu thì lo chuẩn bị đồ đạc cho chồng. Chị lo từng xếp từng chiếc áo, gói ghém đồ đạc vụn vặt vào cái túi nhỏ. Chị cứ lúi húi bên chiếc ba lô. Con bé như bị bỏ rơi, lúc đứng vào góc nhà, lúc đứng tựa cửa, và cứ nhìn mọi người đang vây quanh ba nó. Vẻ mặt của nó có cái gì hơi khác. Nó không bướng bỉnh hay nhăn mày cau có nữa. Vẻ mặt nó sầm lại buồn rầu. Cái vẻ buồn trên gương mặt ngây thơ của con bé trông rất dễ thương, với đôi mi dài uốn cong và như không bao giờ chớp. Đôi mắt nó như to hơn, cái nhìn của nó không ngơ ngác, không lạ lùng. Nó nhìn với vẻ nghĩ ngợi sâu xa. Đến lúc chia tay, mang ba lô lên vai, sau khi bắt tay hết mọi người, anh Sáu mới đưa mắt nhìn con, thấy nó đứng trong góc nhà. Chắc anh cũng muốn ôm con, hôn con, nhưng hình như cũng lại sợ nó dậy lên rồi bỏ chạy, nên anh chỉ đứng nhìn nó. Anh nhìn với đôi mắt thật trìu mến, lẫn buồn rầu. Tôi thấy đôi mắt mênh mông của con bé bỗng xôn xao. Thôi, ba đi nghe con, anh Sáu khe khẽ nói. Chúng tôi, mọi người, kể cả anh, đều tưởng con bé sẽ đứng với anh đó thôi. Nhưng thật lạ lùng, đến lúc ấy, tình cha con như bỗng nổi dậy trong người nó. Trong lúc không ai ngờ đến thì nó bỗng kêu thét lên: ba, ba. Tiếng kêu của nó như xé, xé sự im lặng và xé cả ruột gan mọi người. Nghe thật xót xa. Đó là tiếng ba mà nó cố đè nén trong bao nhiêu năm nay. Tiếng ba như vỡ tung ra từ đáy lòng nó. Nó vừa kêu vừa chạy xô tới nhanh như một con sóc. Nó chạy thót lên và giang hai tay ôm chặt lấy cổ của ba nó. Tôi thấy làn tóc tơ sau ót nó như dựng đứng lên. Nó vừa ôm chặt lấy cổ ba nó, lại vừa nói trong tiếng khóc: ba, con không cho ba đi nữa, ba ở nhà với con. Ba nó bế nó lên, nó hôn ba, nó cùng khóc. Nó hôn tóc này, hôn cổ, hôn vai và hôn cả vết thẹo dài bên má của ba nó nữa. Trong lúc đó, ngoại nó cho tôi biết, đêm qua bà đã tìm hiểu được vì sao nó không chịu nhận ba nó. Bà hỏi: ba con, sao con không nhận? Không phải, đang nằm mà nó cũng dậy lên. Sao con biết là không phải? Ba con đi lâu, con quên rồi chứ gì. Ba không giống với cái hình ba chụp với má. Sao không giống? Đi lâu, ba con già hơn trước thôi. Cũng không vậy già, mặt ba con không có cái thẹo trên mặt như vậy. À ra vậy,
Bây giờ bà mới biết, té ra nó không nhận ra ba nó vì cái vết thẹo, mà bà cho nó biết ba nó đi đánh Tây, bị Tây bắn bị thương. Bà nhắc lại tội ác mấy thằng Tây ở đồn Đầu Vàm cho nó nhớ. Nghe bà kể, nó nằm im, lăn lộn và thỉnh thoảng lại thở dài như người lớn. Sáng hôm sau, nó lại bảo ngoại đưa nó về. Nó vừa nhận ra thì ba nó đã đến lúc phải đi rồi. Trong lúc đó, nó vẫn ôm chặt lấy ba nó, không kìm được xúc động và không muốn cho con thấy mình khóc. Anh Sáu một tay ôm con, một tay rút cái khăn lau nước mắt rồi hôn lên mái tóc con. Ba đi rồi, ba về với con. Không, con bé hét lên, hai tay nó siết chặt lấy cổ. Thấy nó nghĩ hai tay không thể giữ được ba nó, nó giang cả hai chân rồi câu chặt lấy ba nó, và đôi vai nhỏ bé của nó run run. Nhìn cảnh ấy, bà con xung quanh có người không cầm được nước mắt. Còn tôi bỗng thấy khó thở như có bàn tay ai nắm lấy trái tim tôi. Tôi bỗng nảy ra ý nghĩ muốn bao anh ở lại vài hôm, nhưng thật khó. Chúng tôi chưa biết mình sẽ đi tập kết hay ở lại. Nhưng tôi cần về đúng ngày nhận lệnh để kịp chuẩn bị. Thế là đã đến lúc phải đi rồi. Mọi người phải xúm lại vỗ về nó. Mẹ nó bảo, thu, để ba con đi, thống nhất rồi ba con về. Bà ngoại nó vừa vuốt tóc nó vừa dỗ, cháu cụ ngoại giỏi lắm mà, cháu để ba cháu đi, rồi ba sẽ mua về cho cháu một cây lược. Con bé lại ôm chầm ba nó một lần nữa và mếu máo, ba về, ba mua cho con một cây lược ngay ba. Nó nói trong tiếng nấc, vừa nói vừa từ từ tuột xuống. Sau đó hai chúng tôi trở lại miền Đông. Chúng tôi là cán bộ đoàn thể, chúng tôi không đi tập kết. Từ năm 54 đến năm 58, 59 là những năm khó khăn, các bạn đã biết rồi. Về công việc và đời sống ở rừng, tôi có thể kể cho đến sáng. Có đêm bị biệt kích vây bắt đến 3 lần, có ngày không gạo ăn, ăn toàn là bắp. Nhưng thôi, đó là chuyện khác. Tôi xin trở lại mối tình cha con của bà tôi. Những đêm rừng nằm trên võng, mắt chỉ thấy tấm ni lông nắp. Lúc nhớ con, anh cứ ân hận sao mình lại đánh con. Nỗi khổ tâm đó cứ dày vò anh. Tôi hãy còn nhớ buổi chiều hôm đó. Buổi chiều sau một ngày mưa rừng, giọt mưa còn đọng trên lá rừng sáng lấp lánh, đang ngồi làm việc dưới tấm ni lông nắp. Tôi bỗng nghe tiếng kêu từ con đường mòn chạy lẫn trong rừng sâu. Anh hớt hải chạy về, tay cầm khúc ngà đưa lên khoe với tôi. Mặt anh hớn hở như một đứa trẻ được quà. Sau đó anh lấy vỏ đạn 20 ly của Mỹ đập mọng thành một cây cưa nhỏ, cưa khúc ngà thành từng miếng nhỏ. Những lúc rỗi, anh cưa từng chiếc răng lược thận trọng, tỉ mỉ và cố công như người thợ bạc. Chẳng hiểu sao tôi thích ngồi nhìn anh làm và cảm thấy vui vui khi thấy bụi ngà rơi mỗi lúc một nhiều. Một ngày anh cưa được một răng. Không bao lâu sau, cây lược được hoàn thành. Cây lược dài độ hơn một tấc, bề ngang độ 3 phân rưỡi. Cây lược cho con gái, cây lược dùng để chải mái tóc dài. Cây lược chỉ có một hàng răng thưa, trên sống lưng được khắc một hàng chữ nhỏ, được mà anh đã gò lưng tận mận khắc từng nét. Yêu nhớ tặng thu con của ba. Cây lược ngà ấy chưa chải được mái tóc của con, nhưng nó như gỡ rối được phần nào tâm trạng của anh. Những đêm nhớ con, anh ít nhớ đến nỗi hối hận đánh con. Nhớ con, anh lấy cây lược ra ngắm nghía rồi mài lên tóc cho cây lược thêm bóng, thêm mượt. Có cây lược, anh càng mong gặp lại con. Nhưng rồi một chuyện không may xảy ra. Một ngày cuối năm 58, năm đó ta chưa võ trang, trong một trận càn lớn của quân Mỹ ngụy, anh Sáu bị hy sinh. Anh bị viên đạn của máy bay Mỹ bắn vào ngực. Trong giờ phút cuối cùng, không còn đủ sức trăn trối điều gì. Hình như chỉ có tình cha con là không thể chết được. Anh đưa tay vào túi, móc cây lược, đưa cho tôi và nhìn tôi một hồi lâu. Tôi không đủ lời lẽ để tả lại cái nhìn ấy. Chỉ biết rằng, cho đến bây giờ, thỉnh thoảng tôi cứ nhớ lại đôi mắt của anh. Tôi sẽ mang về trao tận tay cho cháu. Tôi cúi xuống gần anh và khẽ nói. Đến lúc ấy, anh mới nhắm mắt đi xuôi. Bác Ba, nhân vật kể chuyện, trong một chuyến đi công tác đã tình cờ gặp Thu tại một trạm giao liên ở vùng Đồng Tháp 10.
Thu đã thành một cô giao liên dũng cảm, dẫn đoàn cán bộ vượt qua đoạn đường nguy hiểm. Bác Ba đã thực hiện được nguyện vọng cuối cùng của người đồng đội cũ ông Sáu, trao tận tay cho Thu chiếc lược ngà. Một tình cảm giống như tình cha con đã nảy nở giữa bác Ba với Thu.